Ngọc Điền chốn kim môn có ra vào Ngọc Điền chốn kim môn danh thơm ngoài cõi tiếng đồn cháu nghi trong cung lại lo cô đi chín phương trời cùng bên phước văn đồng quách quách trong họ cho con tình sang rớt em xin chào văn văn hải em xin chào xin thấy một thú có đôi hôn hà bầu trời cảnh cảnh bờ chăm hoa hoa đua nở dưới cành cành bay ra cầm là thú đua trời ý ơi à ơi à lại cô vâng vâng khúc trần tấu lại cô công việc của ban văn cha ca họ nhất là câu lạc bộ ngày một phát triển mạnh mẽ và để có một sân chơi lành mạnh bổ ích à chim bay trên ngàn